Ok, các bạn thân mến, ở phần video trước thì cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa được từ câu số 1 đến câu số 10 trong phần trọng âm của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ chuyển cho cô từ câu số 11 và cô Trang Anh sẽ cố gắng chữa từ câu số 11 đến câu số 30 hết trong một phần video này nhé. Ok, các bạn thân mến, ở phần trước thì cô Trang Anh có chữa câu số 8 của chúng ta, contribute. Nào, ok. Hơn sẽ có từ contribute cho âm giờ chi tiết thứ hai Các bạn nhớ sửa cho cô contribute cho âm giờ chi tiết thứ hai nhé. Cô sẽ có câu số 11 của chúng ta. Câu 11 chúng ta sẽ có quy tắc như sau Ý A của cô có đuôi IC Đuôi IC cho âm rơi vào trước IC Nó rơi vào men âm tiết thứ hai Cô sẽ có IC của cô tới đồng important Âm thứ hai của cô là âm O dài Nhận trọng âm cho âm rơi âm tiết thứ hai Ý D của cô có đuôi I với e Cho âm rơi vào trước âm đó Rơi vào track âm tiết thứ hai Từ đó cô suy ra được câu 11 của chúng ta Đáp án là ý B Sau câu 11 chuyển cho cô sang câu 12 của chúng ta 12 từ đọc là attract, âm thứ hai của cô là CT, hai phụ âm đứng cạnh nhau cho âm dơ âm tiết thứ hai. Ý bê đọc là play, âm thứ hai của cô là I, nguyên âm đôi. Âm đầu tiên của cô là ơ, không rơi vào ơ, vậy bằng mọi giá cho âm dơ bấm tiết thứ hai. Cô sẽ có ý D của cô dễ hơn, ý D đọc là approach. Cô sẽ có âm đầu tiên của cô là ơ, âm thứ hai là ô. Trọng âm không rơi vào ơ, không rơi vào o, Nhưng nếu nó có cả ơ và o nó sẽ rơi vào âm tiết âu Vậy cô sẽ suy ra được câu này của chúng ta đáp án là ý C. Câu số 13 của chúng ta chúng ta sẽ có ý A của cô có đuôi A, T, E, trọng âm dịch ba âm vậy nó rơi vào âm tiết đầu. Ý B đọc là determine. Âm thứ hai của cô là âm ơ dài nhận trọng âm, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ý C của cô có đuôi A, T, E, dịch ba âm trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Từ đó cô chọn được 13 của chúng ta đáp án là ý B. Xong câu số 13 chuyển cho cô sang câu 14 của chúng ta. 14 A đọc là âm âm đầu tiên của cô là ơ, âm, âm thứ hai là p I dài nhận trọng âm, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ý C, ý B đọc là reserve, âm thứ hai cô là âm ơ dài, nhận trọng âm cho âm dần thiết thứ hai. Ý C đọc là cần âm thứ hai của cô là ai, nguyên âm đôi, trọng âm dần thiết thứ hai. Từ đó cô suy ra được câu 14, đáp án là ý D. Xong 14 chuyển cho cô sang câu 15 của chúng ta. Câu 15 cô sẽ có ý D của cô có đuôi I, cho âm rơi vào trước, rơi vào âm tiết thứ hai. Ý C của cô có đuôi E, O, cho âm rơi vào trước âm đó, âm tiết thứ hai. Vậy là cô có hai anh thứ hai rồi. Ý B của cô đọc là computer Âm đầu tiên của cô là ơ Âm cuối của cô cũng là ơ Không rơi vào ơ, vậy trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ hai Từ đó cô suy ra được 15 của chúng ta Đáp án là ý A Sau câu 15 chuyển cho cô sang câu 16 của chúng ta 16 ý A của cô có đuôi y dài Dịch ba âm nó rơi vào đen Âm tiết thứ hai Ý B của cô có đuôi YZE, dịch ba âm, một này dịch ba âm nó rơi vào âm tiết đầu. Ý C cô có đuôi I -V e, cho âm rơi vào trước âm đó, âm tiết thứ hai. Ý đề cho âm rơi vào trước âm đó âm tiết thứ hai. Từ đó cô suy ra được câu 16 của chúng ta đáp án là ý B. Sau câu 16 chuyển cho cô sang ngôi 7 với đuôi y dài dịch ba âm. A là mệnh cho âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ý B của chúng ta có duration cho âm rơi vào trước âm đó rơi vào âm tiết thứ ba. Ý C của chúng ta chúng ta sẽ có đuôi y dài dịch ba âm ở không, không âm tiết thứ hai. Từ đó cô suy ra được 17 của chúng ta đáp án là ý B. Câu số 18, cô có ý B, có đuôi sừng, đây là đuôi dễ nhất, cho âm rơi vào trước âm đó, âm tiết thứ hai Hứa sẽ có ý B của chúng ta, ý A của chúng ta, tới, à, ý C đọc tới là average. cô sẽ có âm đầu tiên của cô âm E bé, âm thứ hai là âm Ý C có đuôi A, A, đuôi A, G, e không ảnh hưởng cho âm của từ, cho âm rơi âm tiết đầu. Ý D cô có đuôi i e, O, cho âm rơi vào trước âm đó, rơi vào âm tiết thứ hai Từ đó cô suy ra được 18 đã bán là ý C. Xong câu 18 chuyển cho cô sang câu 19 của chúng ta. Câu 19 chúng ta có tiền tố im không ảnh hưởng đến cho âm của từ. Vậy thì đọc là patient. Âm cuối cùng của cô là ơ, vậy nó rơi vào pay", âm tiết thứ hai. Ý C cô có tiền tố ăn không ảnh hưởng đến cho âm của từ, vậy cô sẽ có từ đọc là certain. Âm đầu tiên của cô là ơ, âm thứ hai cô cũng là ơ, vậy nếu có hai ơ thì đương nhiên nó rơi vào ơ đầu. Vậy cô có hai anh thứ hai rồi. Đúng yeah. Chúng ta sẽ có ý A của chúng ta tới đọc là familiar. Thế cô sẽ có âm đầu tiên của cô là ơ không rơi vào ơ, nó rơi vào mi âm tiết thứ hai. Từ đó cô suy ra được câu 19 của chúng ta đáp án là ý D. Song 19 chuyển cho cô sang 20 của chúng ta. 20 cô sẽ có từ sau ia tiền tố dis không ảnh hưởng đến chỗ âm của từ. Vậy còn appear. Âm đầu thứ hai của cô là ơ không rơi vào ơ vậy nó rơi ở appear từ này cho âm rơi âm tiết thứ ba. Ý B có đuôi mình không ảnh hưởng đến chỗ âm của từ vậy từ đọc là arrange. Âm đầu tiên của cô là ơ không rơi vào ơ vậy nó rơi arrange âm tiết thứ hai. Vậy này cô là thứ hai thôi nhá. Ý C cô đọc tới là apoland. Âm đầu tiên của cô là ơ đúng không? Đúng không? Âm cuối của cô cũng là ơ âm thứ hai cô là âu vậy nó sẽ rơi vào âm thứ hai Vì theo quy tắc nếu có cả ơ và âu chúng sẽ rơi vào âu Từ đó cô suy ra được câu 20 của chúng ta đáp án là ý A Xong câu 20 chuyện cho cô sang 21 của chúng ta 21 cô có ý A của cô có đuôi A, T, A, dịch ba âm nó rơi vào sĩ âm tiết thứ hai Ý B tiền tố im không ảnh hưởng Đuôi I, B, là e, làm cho âm rơi vào trước âm đó, âm tiết thứ hai Cô có hai âm thứ hai rồi Ý C của cô có đuôi A, T, A, dịch ba âm, ở C, M, nó rơi vào C, âm tiết thứ hai Từ đó cô suy ra được câu 21 của chúng ta, đáp án là ý D xong câu 21 chuyển cho cô 22 của chúng ta với duration những từ có duration cho âm giờ trước dần giờ ven âm tiết thứ ba anh đi thứ ba này ý b của cô event lấy vì ý c d có thể ý c dễ hơn ý c của cô có duration cho âm giờ về trước âm tiết thứ ba ý d của cô có duration confirmation duration cho âm giờ trước âm tiết thứ ba từ đó cô suy ra được câu 22 của chúng ta đáp án là ý b xong câu 22 chuyển cho cô sang câu 23 của chúng ta câu 23 cô có đuôi o u S, không ảnh hưởng đuôi Error không ảnh hưởng cho âm rơi vào âm tiết đầu ý b cô có đuôi à, đuôi y dài dịch bâm nó sẽ rơi vào trích âm tiết thứ ba anh ngày thứ ba này ý e c của cô có đuôi y bờ cho âm rơi vào trước âm đó âm tiết đầu ý d đuôi os không ảnh hưởng cho âm rơi âm tiết đầu từ đó cô chọn được hai ba ý b câu số 24 đuôi y dài dịch bâm ý khó là mỹ rơi âm tiết thứ hai ý b cô được có đuôi age không ảnh hưởng cho âm rơi âm tiết đầu Ý D cô có in đất cho âm y dài dịch bơm rơi âm tiết đầu. Từ đó cô suy ra được 24 IA Câu số 25 chúng ta sẽ có hậu tố này không ảnh hưởng đến cho ông của từ Cho ông âm tiết đầu Ý B đọc là Orange, Âm đầu tiên của cô là ơ Không rơi vào ơ nó rơi vào âm tiết thứ hai Chúng ta sẽ có ý D của cô tới đọc là x Âm này của cô là âm o dài Nhận trọng âm Từ đó cô suy ra được 25 của chúng ta Đáp án là ý A Xong câu số 25 chuyển cho cô sang câu 26 với đuôi ATE Những từ có đuôi ATE trọng âm dịch chuyển ba âm Vậy nó rơi vào âm tiết đầu Ý B có đuôi y bờ lai âm rơi vào âm tiết trước đó âm tiết đầu. Đuôi mình không ảnh hưởng đến cho ông của từ cho âm rơi vào âm tiết đầu. Từ đó cô chọn được 26 ý D. Câu số 27 ý A đọc là budget. Âm đầu tiên của cô là á, âm thứ hai là y, ngắn hết nó rơi vào đầu. Ý B đọc là inquire, âm thứ hai của cô là âm i, nguyên âm đôi nhận cho âm. Chúng ta sẽ có ý C của chúng ta sẽ đọc là tap. Cô sẽ có e với y ngắn hết cho âm rơi vào âm tiết đầu. Từ đó cô chọn được 27 ý B. Câu số 28 a của cô có đuôi ish trọng âm rơi vào trước âm đó, âm tiết thứ hai. Ý B của cô có đuôi able không ảnh hưởng. Cô có từ định đuôi ct nhận trọng âm cho âm rơi âm tiết thứ hai vậy cô có hai thứ hai rồi. Tiếp này cô sẽ có ý D của cô có đuôi ate dịch 3 âm cho âm rơi âm tiết đầu, từ đó cô chọn được câu 28 là ý D. Câu số 29 chúng ta sẽ có như sau, ý D đọc là prosit Âm thứ hai cô là âm Y dài nhận trọng âm cho âm rơi âm tiết thứ hai. Ý C của cô có đuôi ồ không ảnh hưởng Đuôi IC cho âm rơi trước âm đó âm tiết đầu Nhờ yeah, chúng ta sẽ có Ý B của cô từ đây đọc là comment cho âm rơi âm tiết đầu Từ đó cô suy ra được câu số 29 của cô là ý D Câu số 30 Ý A của cô có đuôi y ẩn cho âm rơi vào trước âm đó âm tiết thứ hai Cô sẽ có ý C của cô có đuôi i dài dịch ba âm biography rơi vào O âm tiết thứ hai Chúng ta sẽ còn ý B và ý D Chúng ta sẽ có ý B đọc là architecture cho âm rơi vào âm tiết đầu từ đó cô suy ra được, câu số 30 của chúng ta đáp án sẽ là ý B. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài hôm nay của chúng ta. Và bạn thấy rằng là phần trọng âm không hề khó như các bạn nghĩ. Nếu như các bạn có thể áp dụng được quy tắc và các bạn có thể là từ cái quy tắc đó các bạn áp dụng vào bài thì các bạn sẽ thấy là nó rất là đơn giản và khi mà nó có quy tắc thì thì các bạn cứ theo đúng cái quy tắc là các bạn áp vào bài thôi ok nên vậy vì vậy mà để mà làm tốt được phần trọng âm thì các bạn nhớ là học thuộc cho cô cái số quy tắc mà cô vừa show lúc ở phần video trước ạ chỉ cần áp dụng được số quy tắc đấy thì các bạn sẽ yên tâm vào phòng thì bạn ấy chọn được hai điểm à, lấy được hai điểm của hai câu trọng âm này rồi ok tại vì các bạn và xin mời các bạn đến với các phần video tiếp theo nhé